giữa linh hồn trẻ con nữa. Như vậy có phải trào lưu này là rất ác không ạ? Vì liên quan đến tâm linh nên con mong thầy, mong được thầy lý giải ạ. Con cảm ơn thầy. Cái trào lưu nuôi búp bê Kumathon này là nó xuất hiện từ Thái Lan và một các số nước như là Lào, Campuchia, mà đặc biệt đây là Thái Lan. Lào cũng có, Campuchia có. Và bây giờ thì nó xuất hiện ở Việt Nam chúng ta cũng khá nhiều. Thầy cũng đã xem một vài bài báo, một vài cái câu chuyện về cái trường hợp nuôi búp bê Kumathon này rồi. Họ làm á, những con búp bê giống như người thật, giống như đứa trẻ con thật, rất là đẹp, rất là xinh. Và đặc biệt á, họ những cái thai nhi bị chết yểu á, họ lấy những cái thai nhi mà thậm chí là có những trường hợp mà họ thì nó ác đến cái nỗi thì họ thuê những người con gái, đặc biệt là các bạn sinh viên nghèo mang thai nhưng mà không sinh con, mang thai khoảng độ được qua 49 ngày hoặc 49 ngày, tức là 7 tuần nhá, 7 tuần trở lên bắt đầu đem thì nó hoặc là gì nó mổ thai nhi hoặc là dùng cái biện pháp gì đó thì thầy không hiểu lắm, nhưng mà họ lấy cái thai nhi đó ra để họ về họ sấy khô đi, họ luyện bùa luyện chú và họ cho vào trong cái con búp bê ấy, có thể là cho vào trong cái con búp bê đó hoặc là gì họ dùng cái bột ấy nó tán ra và nó để rắc và nó chung để đúc vào cùng cái bột cái con búp bê Kumathon ấy, hoặc là có trường hợp thì cái ông thầy phù thủy nó cao tay hơn thì nó dùng cái thần thức, vì trong cái vong linh ấy, ở trong thai nhi ấy, trong kinh Đức Phật nói qua 49 ngày thì nó mới đúng rồi, qua 49 ngày 7 tuần đó, 49 ngày thì nó mới đầy đủ mắt mũi chân tay thân thể thì nó mới trở thành một con người, mà một con người gì nó còn rất là non trẻ như vậy, khi đó thì bắt cái linh hồn đấy, lấy cái thai nhi, hút thai nhi ra, bắt cái linh hồn đấy để nhập vào cái con búp bê này, và họ coi như đấy là gì, khi mà nó đã làm lễ, mà thực sự không phải cái con búp bê nào nó cũng có cái linh thiêng, không phải cái ông thầy phù thủy nào cũng có thể dùng cái chú thuật để có thể nhập những cái linh hồn đó vào con búp bê đó. Cũng giống như các thầy chùa cũng lên tụng kinh, nhưng mà có thầy tụng kinh thì hồi hướng cho người bệnh nhân người ta khỏi, những người bị vong nhập hay là bị ốm đau lâu ngày không khỏi, bệnh viện không khỏi đấy, nhưng có những người tụng kinh cũng bay mãi khỏi, nhưng cũng có người lên tụng biến kinh thì đọc lá sớ cho họ xong là gì họ khỏi đấy, trường hợp như thế nó do cái gì, cái công đức của cái quý thầy đó. Còn bên kia thì cái năng lực yểm bùa yểm bèn với các vị thầy pháp sư, các vị thầy phù thủy đó tùy theo mức độ của họ làm thế đâu. Có những trường hợp thầy đọc những câu chuyện thật là khủng khiếp, các bạn về có thể tìm hiểu qua trên mạng, có những câu chuyện mà những người họ dùng cái búp bê Kumathon này rồi và họ sợ và bây giờ thì họ muốn bỏ không được, muốn bỏ không được. Ở trên chùa vừa qua thì cũng có thấy, hôm lễ hội vừa qua có thấy mấy bạn thầy trẻ, hình như sinh viên hay sao ấy, bế con búp bê đẹp đến chùa, thầy nhìn thấy biết ngay đấy chính là gì, cái con búp bê Kumathon nuôi, các bạn nuôi con búp bê ấy, nuôi con búp bê ấy. Có những trường hợp nuôi là cho nó ăn như người thật, tắm rửa như người thật luôn, và những cái câu chuyện ly kỳ ở đằng sau đó có rất nhiều, rất nhiều, mà đại đa số những người họ nói rằng thờ nuôi búp bê Kumathon này gặp may mắn, quả thật có may mắn, nhiều người gặp may mắn như làm ăn buôn bán này, thậm chí có những người làm những việc xấu họ vượt qua được những gì, được những cái sự kiểm tra gắt gao của bộ máy an ninh và những người làm gì, những người có biệt có cái nghiệp vụ an ninh đặc biệt, nhưng nó vẫn qua mặt được khi nó nuôi cái loại búp bê này dùng cho những cái việc xấu, cái việc tà như là buôn bán ma túy hay là làm những cái việc xấu, cờ bạc hay là làm cái việc gì, nhưng tất nhiên nó không bền đâu, nó cũng chỉ có lừa được một thời gian và lừa được một số người thôi, không phải lừa được tất cả. Chúng ta biết là tội phạm nào có giỏi đến đâu thì cũng không thể lọt qua hết tất cả cái mạng lưới pháp luật, có thể anh qua được mạng lưới này nhưng anh sẽ bị gì, dính ở mạng lưới khác, anh qua được cái cơ quan pháp luật ở dưới cấp huyện cấp tỉnh nhưng không thể qua được cái mạng lưới gì pháp luật ở cấp trung ương, kiểu nó như thế đó. Cho nên họ dùng những cái gì, cái con búp bê này để họ làm những cái việc ăn, làm ăn phi pháp, họ giàu lên rất là nhanh.
Nhưng một thời gian sau, nếu mà không nuôi nấng, không chăm sóc cái con búp bê này một cách là như cái nó mong muốn, thì trong gia đình gặp nhiều những cái rủi ro, những cái điều bất chắc rất là lớn. Và đặc biệt là những đôi vợ chồng mà chưa có con nuôi con búp bê này thì nó rất thích. Nó thì làm ăn gặp rất nhiều may. Nhưng mà khi mà vợ chồng mà sinh thêm một đứa trẻ con nữa thì nó lại rất là ghét. Thì gia đình lại lục đục ngay. Vì sao? Vì chúng ta biết mà, khi mà làm bố làm mẹ thì coi cái con búp bê này như con của nó, nuôi là con mà, như con của nó. Nhưng khi có vợ có chồng vào rồi lại sinh ra một đứa con của mình, chết rồi mình đẻ ra thì đương nhiên mình phải gì ạ? Phải thương đứa con mình chứ, đẻ ra hơn là thương con búp bê chứ, đúng không? Nhưng mà khi đó nó không phải là con búp bê nữa, mà nó là con búp bê có gì ạ? Có linh hồn, có thần thức, có thần thức của một đứa trẻ khác. Nó chỉ mượn cái gì, mượn cái con búp bê đó để gá vào thôi, nhưng thế là gì? Nó có linh hồn, có thần thức. Cái này về thế giới tâm linh. Cái này thực sự nó về thế giới tâm linh, chứ nó không phải là thế giới người thường, con mắt thường chúng ta có thể thấy được. Thầy nói như thế này cũng có những người không tin đâu. Có thể như có những vị sư sẽ không tin là có những thế giới tâm linh ấy. Nhưng thầy là những người từng trải qua cái thế giới tâm linh, thầy biết có thế giới tâm linh. Và thầy đã từng sống và Hoằng Pháp hành đạo trên 20 năm nay, đã trải qua rất nhiều những cái kinh nghiệm về vấn đề gì? Tâm linh, giúp đỡ cho mọi người vấn đề tâm linh trong chùa. Cho nên thầy khẳng định với các quý vị là có tâm linh, có thế giới bên kia. Giống trong kinh Đức Phật nói gì, có lục đạo luân hồi, có cõi trời, có cõi người, có Atula, có địa ngục, có ngạ quỷ và có súc sinh. Và như vậy Đức Phật nói về 6 cõi lục đạo, chúng ta biết là có mấy cõi có thân hình chúng ta nhìn thấy được? Có mấy cõi? 6 cõi. Cõi trời chúng ta có nhìn thấy chư thiên ở trên cõi trời không? Chúng ta nhìn thấy các ngài không? Nhìn thấy các ngài như làm sao không? Cõi dục giới, chư thiên cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Trong kinh Phật thì kinh A Hàm cũng nói, kinh Nikaya cũng nói, đặc biệt là các kinh Đại Thừa đều nói tới, phần lớn đều nói tới. Nhưng chúng ta thấy chư thiên ở trên cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới không? Không thấy. Cõi thứ hai, Đức Phật nói gì? Cõi Atula. Atula là gì? Thuộc về cõi gì? Trong kinh nói là cõi gì? Cõi quỷ thần. Những vị mà vì sao mà sinh ở cõi Atula? Trong kinh Đức Phật nói ở đời này họ cũng làm phúc, làm thiện, làm rất nhiều việc phúc thiện, làm rất nhiều việc tốt. Nhưng có một cái tính của họ là hay sân hận. Có một cái tính là hay sân. Thì sau này, sau khi chết bỏ thân người này, họ sinh về cõi Atula. Họ làm rất nhiều phúc, việc phúc thiện, nhưng mà cái tính sân á, cái tập khí sân á, nhiều, cho nên là sinh về Atula. Còn là nữ á, Hòa Thượng Tuyên Hóa người nói gì? Đại đa số mấy cô người mẫu, mấy cô ca sĩ á, đều là Atula chuyển thế đó. Atula nữ kiếp trước là Atula, ở trên cõi Atula bây giờ thì sinh trở hết phúc ở cõi Atula, sinh xuống nhân gian và làm gì ạ? Đó, làm các cô người mẫu, các cô ca sĩ có giọng hát trong trẻo và ngọt ngào và có thân hình gì ạ? Đẹp đẽ, trang nghiêm vân vân đó. Đấy. Đây là thầy dẫn cái lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa nói lại nhé. Hòa Thượng Tuyên Hóa được coi là một vị Bồ Tát hóa thân. Các vị cứ về nghe lại những cái điều lời giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Ngày xưa thầy nghe một bài giảng, ngài nói như vậy. Đó. Ngài giảng ở trong chú Lăng Nghiêm á. Giảng chú Lăng Nghiêm và ngài có giảng một cái đoạn đó. Cõi Atula là thuộc về gì? Thế giới quỷ thần. Họ có tu phúc tu thiện. Nhưng mà con trai á thì cõi Atula là rất là xấu xí. Nhưng mà có sức mạnh gì? Một địch muôn người. Chúng ta xem phim Tây Du Ký thấy Ngưu Ma Vương đó chính là gì? Atula đấy, cõi Atula. Và những cái loài quỷ thần mà đầu trâu mắt ngựa, các thứ sừng bò sừng biết đấy, đầu đầu vân vân, đấy là chính là Atula. Còn các vị nữ, như các vị La Sát nữ hay quỷ nữ đó, các vị ma nữ đó thì cũng là Atula, những Atula nữ. Cho nên chúng ta thấy cô Atula nữ nào á cũng thấy thì họ chọn diễn viên rất là xinh đẹp. Còn nam á thì rất là gì? Xấu xí, đầu trâu mắt ngựa nhìn ghê lắm. Tính tình thì cục cằn nóng này. Còn nữ thì gì? Rất mưu mô, rất xảo quyệt, đặc biệt cộng với cái gì? Sắc đẹp sẵn có mà, nhưng mà mưu mô xảo quyệt. Cho nên cô nào cũng muốn đi ăn thịt ai nhỉ? Ăn thịt ai? Ăn thịt Đường Tăng. Đấy, chúng ta thấy cô nào cũng muốn gì? Cô thì muốn bắt Đường Tăng làm chồng này, cô thì muốn gì? Ăn thịt Đường Tăng để tăng thêm công lực, tăng thêm tuổi thọ, vân vân và vân vân. Đó, đấy thì cõi Atula nữ. Thì Đức Phật nói là nữ thì cõi Atula nữ thì rất xinh đẹp, cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết. Nhưng mà để các cô thì có mỗi cái, do gì? Do
đam mê cái sắc đẹp của mình, đắm chấp vào sắc đẹp của mình. Bây giờ ai mà cô gái nào, các bạn nào, bạn gái nào, bạn nữ nào ở đây á, mà cứ suốt ngày đi ra soi gương, đi vào soi gương, rồi lên trường cũng soi gương, ngồi học cũng soi gương, đang thi bài cũng soi gương, thậm chí thì à, đấy, lúc nào cũng soi gương á, làm được việc phúc thiện nhiều nhiều á, thì sau này mất đi sinh lên là gì? Làm cõi Atula, chưa được làm tiên nữ đâu nhá, làm ở cõi Atula. À, cõi thần Atula nó sát với cõi trời, trên cõi người chúng ta, nhưng mà dưới cõi trời nó là cõi Atula. Thì cõi thứ hai là Atula, Đức Phật nói có, chúng ta có nhìn thấy bằng thân thể không, thân hình không? Không thấy. Kinh A Hàm, kinh Nikaya, kinh Nguyên Thủy Phật giáo cũng đều nói đến lục đạo luân hồi. Vậy cõi thứ ba Đức Phật nói từ trên xuống dưới đó là cõi người. Cõi người chúng ta nhìn thấy thân hình không? Có. Dưới cõi người chúng ta Đức Phật nói là cõi gì? Cõi súc sinh. Súc sinh tức là các loài động vật. À, loài động vật ở trên gì? À, loài động vật có cánh như là chim, loài động vật có chân hoặc như là các loài thú, hoặc là có bụng trườn bằng bụng như rắn, rắn rết vân vân, ở dưới nước như là cua cá ốc vân vân. Đó là các loài gì? Súc sinh. Súc sinh chúng ta có thấy thân hình không? Có. Và dưới cõi súc sinh là cõi ngạ quỷ, trong kinh nói là có cõi ngạ quỷ. Nhưng ngạ quỷ chúng ta, Đức Phật nói cõi ngạ quỷ rất đau khổ. À, bụng thì to như cái trống cổ thì nhỏ như gì, nhưng ngón tay này, muốn ăn thì bao giờ cho no. À, thậm chí trong kinh còn nói là bụng to như trống cổ, nhỏ như kim. Nhưng nói như thế là nói gì? Mình nói để cho thấy cái cõi đó nó khổ thôi. Có thể bụng nó rất là nhỏ. Các bạn có thể đi đến những cái trung tâm, những cái trại trẻ mồ côi nuôi người khuyết tật, sẽ thấy có những cái đứa trẻ bụng to như người con gái mà mang thai, em bé năm tháng thứ 9, thứ 10 á. Nhưng mà chân tay của em đó thì lại bé tẹo tẹo teo, như là cái chân ấy, cái bắp chân có khi còn bé hơn cái bắp tay của thầy này, cho nên không thể đứng dậy đi được. Có những em cái ngày xưa thầy còn đang đi học trung cấp thì lên cái trại Thủy An á, có những em cái đầu á to như cái nón á, nhưng mà cái chân tay của em á thì lại bé tị tị ti, cho nên không đi được. Có những em đầu to như vậy mà cổ của em á thì nhỏ như cái gì, to như cái mũ cối, mà cổ chỉ nhỏ như tay này, cho nên cũng không thể đứng dậy, cổ không thể có đủ xương, không đủ cơ, không đủ khỏe để quay lang quay ngọc cái gì ấy, cho nên cứ nằm suốt đời như vậy. Đó. Có những em gì thân thể thì to nhưng mà chân thì lại bé tí tí ti, không thể đứng lên được. Đó, rất nhiều những cái trường hợp mà bị dị dạng, khuyết tật dị dạng như vậy. Đó, chúng ta có thể gì thông qua kinh Phật nói là thế giới cõi ngạ quỷ nó khổ như thế nào, bụng to như trống, cổ nhỏ như kim, đầu thì bốc lửa, hoặc thân thể hoặc bốc ra lửa, hoặc dưới mình gì thường bốc ra lửa, và gì và đau đớn vô cùng, khổ đau ngặt nghèo đói khát. Cái nhân đó là do đời trước, kiếp trước là gì, keo kiệt bủn xỉn, tham lam, sân hận, ngu si, cho nên sinh vào cõi gì ngạ quỷ. Nhớ nhé, cái nhân là keo kiệt, tham lam, bủn xỉn, sân giận, thêm về ngu si nữa. Mà đặc biệt là cái nhân đó là gì, tham lam, keo kiệt và bủn xỉn là cái nhân chính của cõi gì, cõi ngạ quỷ. Nhưng chúng ta thấy có ai chúng ta dùng mắt thường thấy ngạ quỷ chưa? Không có. Rồi còn dưới ngạ quỷ Đức Phật nó còn địa ngục nữa. Có địa ngục. Trong kinh Nikaya của gì, của Phật giáo Nguyên Thủy cũng nói về gì, nói về lục đạo, tức là sẽ có địa ngục. À, mà đặc biệt các kinh điển Đại Thừa thì như kinh Địa Tạng nói gì, nói địa ngục thì địa ngục lớn có 18 gì, 18 loại địa ngục, nhỏ hơn vừa vừa thì có 500, và địa ngục nhỏ hơn nữa thì có gì, có vô lượng vô biên. Đó. Cho nên là chùa Khai Nguyên chúng ta thầy mới tạo xây dựng cái cõi, rồi cõi lục đạo luân hồi ở dưới cái tầng âm của pho đại tượng Phật, để làm cái chỗ gọi là giáo cụ trực quan, tức là giáo hóa trực quan cho mọi người đến đó. Muốn biết về luân hồi lục đạo như thế nào hãy đến đó rồi xuống xem. À, ở giữa thì là cái phòng xử của thập điện Diêm Vương, à, nơi mà 10 vị Diêm Vương cai quản tất cả các việc gì ở dưới cõi âm á, ngồi để xử án ở đó. À, ngồi chính giữa thì có Bồ Tát Địa Tạng, vì đại nguyện chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề địa ngục, vị không thể bất thành Phật. À, ngài thường xuống địa ngục á, để độ chúng sinh. Cho nên ở giữa trung tâm của, ở dưới cái tầng hầm của đại tượng A Di Đà Phật vì và bình thế giới của chùa Khai Nguyên chúng ta thì có một cái mô hình gọi là giáo hóa trực quan. Đó là ở giữa trung tâm thì là nơi gì xử án của thập điện Diêm Vương, và chia ra thì 6 hướng. 6 hướng thì một hướng là gì? Đằng trước là gì? Là địa ngục. Sau lưng là gì? Là cõi trời.
đối diện nhau. Bên kia cực khổ là địa ngục, bên kia là gì? Cực vui ở nhân gian, đó là cõi trời. Còn một bên thì một bên trách ở bên phía tay gì? tay trái phía trước của Điện Diêm Vương á, là cõi ngạ quỷ. Đối lại với gì? Trách ở phía sau lưng, phía tay phải của Diêm Vương á, là cõi người. Nhưng cõi người chưa làm xong, cõi người cũng chia ra thành hai. Tự thầy thiết kế và hướng dẫn cho thợ làm theo, chia thành hai thôi. Đó là một nửa bên này, là những người gì chịu thương, chịu khó làm việc lành, việc thiện đó, chăm chỉ học tập đó, thì cái cuộc sống sung túc sẽ được sinh ra nơi gì? Nơi giữa trung tâm đô hội, đô thị của quốc gia, vân vân, sẽ làm cuộc sống hiện đại như vậy. Còn một bên đó, thì sinh vào nơi biên địa, và là sẽ có những cái người gì, lúc còn trẻ thì gì? Lười biếng học tập, lớn lên thì bất hiếu với cha mẹ, cờ bạc rượu chè, rồi làm nhiều những chuyện xấu, cho nên thì sống phải sống một cuộc sống gì nghèo cùng khổ sở, bần tiện, cơ hàn, ở những nơi khốn khổ, những nơi cực kỳ là khó khăn. Thì nơi đó thì thường là xây dựng nó rất là, nhìn rất là tiêu điều, cõi người cũng chia thành hai như vậy. Nhưng mình có thể đấy để cho thể giáo hóa trực quan. Còn á, đối diện đối lại với cõi gì? Cõi Atula là phía bên tay trái, ở phía đằng sau bên tay trái của Diêm Vương, giữa thập điện Diêm Vương á, là cõi Atula. Atula các bạn thấy đến thấy gì? Con trai thì gì? Nhìn á, rất là ghê sợ, và còn loài thú á, như trong kinh cũng nói gì, loài thú như là sư tử, như là hổ lang sài báo, nhưng đấy thì thuộc Atula của cõi súc sinh. Cho nên các bạn vào đấy sẽ thấy Ngưu Ma Vương, tiêu biểu là Ngưu Ma Vương đấy, là chúa của Atula. Và chúng ta thấy những cái vị mà hay đánh nhau, nữ cũng đánh nhau, và gì các vị đại bàng Kim Sĩ Điểu hay là gì, hay là rồng vân vân, mà những loại ác long đó thì cũng xếp là gì, xếp vào các loại ấy, là loại thần đó, Atula đó, hay thích đánh nhau đó. Đổi lại các vị thấy có một cái cung mà thì thấy những người con gái rất là nết na, thì cầm kỳ thi họa đó nhìn rất là đẹp, nhưng mà tất nhiên tay nghề của thợ đợt vội quá, nó đắp thầy cũng chưa nghĩ lắm. Thực sự những gì trong kinh nói của Atula bên nữ thì đẹp đến gì, tuyệt sắc giai nhân, hoa hậu của thế giới của chúng ta này chưa là cái gì cả. Trong kinh nói thầy thì chưa thấy nó, nhưng mà thì nếu muốn thấy ngồi thiền nhập định thì cũng có thể chịu khó ngồi thiền nhập định một thời gian học tập thì cũng có thể để thấy được, nhưng mà thấy nó có khi lại không quay về được, mà tu thì chết. Cho nên tốt nhất không có thấy là gì, là dễ tu nhất. Đấy, cho nên á, cõi đó chúng ta thấy Atula, đối lại với Atula gì, cõi súc sinh ở phía bên tay phải của thập điện Diêm Vương, hướng về đằng trước một chút, chưa đắp, tới đây mới đắp. Còn cõi người với cõi súc sinh là chưa đắp, cõi trời thì mới đang giang dở thôi. Còn các cung điện và các thứ nữa, chúng ta thấy đấy cũng là một cách gì, giáo hóa trực quan. Những người đi xuống dưới đó thăm, họ thấy thì nếu mà thì họ thấy đấy làm ác đấy, thì phải Diêm Vương xử cho vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh đấy. Làm thiện đấy thì được lên gì, làm người, hoặc đến làm thần, hoặc đến làm cực thiện thì sẽ được lên gì, làm trời, làm thần tiên, lên các quay trời hưởng phúc báo, thọ mạng lâu dài trên đó. Đấy là nói về lục đạo luân hồi. Thì chúng ta thấy về tâm linh, thầy mới khẳng định với các bạn là trong kinh Phật nói gì, có thế giới gì, có thế giới, có thế giới ngoài cõi người chúng ta này, chúng ta không dùng bằng con mắt thường mà thấy được. Có sáu cõi chúng ta thấy, có hai cõi có hình tướng, dùng mắt thường để thấy, dùng tai để nghe, đó là cõi người và cõi súc sinh. Còn bốn cõi khác, đó là cõi trời, cõi Atula, cõi ngạ quỷ và cõi gì, cõi địa ngục, chúng ta không dùng mắt thường để thấy được, không dùng gì ạ, tai thường để nghe được, cũng không dùng ý nghĩ, cái ý thức bình thường mà có thể gì hiểu được, mà phải dùng thiền định, dùng trí tuệ, dùng công đức mới có thể thấy, nghe hay biết được thế giới ấy. Đó. Dùng thiền định, dùng trí tuệ, dùng công đức mới có thể thấy, nghe hay biết được. Cho nên cái trường hợp mà gì, dùng cái ở ngoài đời xã hội bây giờ nó đang rộ lên cái dùng cái búp bê Comathon này để gì, để cầu may. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô